Tháng 10 âm lịch, tuổi Tuất chớ dại làm điều này, kẻo gặt đại hạn triền miên, tiền bạc đội nón ra đi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Tuổi Tuất là biểu tượng cho con chó, là con giáp đứng vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng 12 con giáp, và khi khởi phong trường sinh, tính theo tiết khí thì tháng Tuất ứng với cung thai trong 12 cung của vòng trường sinh. Trong lục thập hóa giáp, tuổi Tuất gồm có các tuổi Bính Tuất 2006, 1946, Giáp Tuất 1994, 1934, Mậu Tuất 1958, Canh Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982. Người tuổi Tuất là người thông minh, chính trực và đặc biệt trung thành. Thường người tuổi này khá lạc quan và tràn đầy cơ hội, vận may. Song vận may này vốn thay đổi không ngừng theo thời gian. Tử vi học năm 2020, tuổi Tuất dự báo sau quãng thời gian được coi là khá may mắn trong tháng 10 âm lịch. Bước sang tháng 10 âm lịch, tuổi Tuất sẽ bước vào giai đoạn đen tối, vô cùng xui xẻo, đại hạn triền miên. Thậm chí, nếu không cẩn thận, còn có thể vỡ nợ, dính dáng tới thị phi, pháp luật. Vậy lý do tại sao tuổi Tuất lại có một tháng 10 xui xẻo đến vậy? Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi vào chi tiết về vận trình của tuổi Tuất để cùng tìm cách hóa giải trong tháng 10 âm lịch. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín. Một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Tuổi Tuất còn là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, tuổi Tuất sẽ không vội vàng trách móc, to tiếng. Họ đặt mình vào vị trí của người khác và suy nghĩ, đánh giá. Đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh, thấu tình, đạt lý. Họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn, lời tâm sự, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy, tuổi Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Xem tử vi tháng 10 âm lịch, vận trình của người tuổi Tuất có thăng, có trầm, có suôn sẻ, có khó khăn đan xen. Công việc ở mức bình ổn, bạn vẫn có thể gặt hái được những thành tích nhất định bằng chính sự nỗ lực của mình. Tuy nhiên, vận khí thất thường khiến đôi lúc bản mệnh sẽ cảm thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi một cách bất ngờ. Nhưng cũng có khi vấn đề nảy sinh bất chợt ở công đoạn mà bạn không ngờ nhất. Cho nên, thận trọng vẫn là từ khóa bạn cần ghi nhớ trong tháng này. Nhất là khi trong tháng có nguyên lệnh lâm dưỡng, tuy ổn định nhưng vẫn còn yếu ớt, cần có thời gian phấn đấu dần dần, trời nóng vội, kẻo hỏng việc. Trong tháng còn có điểm tiểu nhân đeo bám, tuổi Tuất càng phải tỉnh táo và dùng lý trí nhiều hơn tình cảm. Các tinh thái dương chiếu rọi giúp vận tài chính của bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, việc kinh doanh buôn bán suôn sẻ, thu được mức lợi nhuận đáng kể. Song việc chi tiêu quá đà có thể là nguyên nhân gây phá tài. Bạn nên sớm cân bằng các khoản thu, chi của mình sao cho hợp lý. Có thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, con giáp này được hỗ trợ không nhỏ trong chuyện tình cảm. Người độc thân sẽ được hưởng lợi hơn cả khi dễ dàng mở rộng quan hệ xã giao để tìm thấy những đối tượng phù hợp. Tình cảm lứa đôi phát triển khá nhanh, có thể tính chuyện về chung một nhà. Tình hình sức khỏe trong tháng của mệnh chủ vẫn đảm bảo, không có dấu hiệu mắc bệnh nghiêm trọng. Chủ yếu là áp lực tinh thần khiến thể trạng bạn bị suy yếu. Nếu chú ý ăn uống bồi bổ, dành thời gian nghỉ ngơi, chú trọng bồi đắp tinh thần thì không có điều gì đáng lo ngại. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ những vận may mà tuổi Tuất sẽ phải trải qua trong tháng 10 âm lịch tới, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Tuất qua tất cả các phương diện. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. sự nghiệp của tuổi Tuất trong tháng 10 âm lịch. Bước sang tháng Đinh Hợi, tình hình công việc của người tuổi Tuất lúc này khá ổn định, mọi việc có thăng, có trầm, nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn nên không cần quá lo lắng. Nhờ vậy, bạn vẫn có thể gặt hái được những thành tích nhất định bằng chính sự nỗ lực của mình. Bạn sẽ cảm nhận rõ tinh thần làm việc của mình lên cao hơn, bền bỉ, cố gắng hơn. Sự hăng hái giúp con giáp này làm việc miệt mài, bất kể thời gian và sức khỏe để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, vận khí thất thường khiến đôi lúc bản mệnh sẽ cảm thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi một cách bất ngờ, nhưng cũng có khi vấn đề nảy sinh bất chợt ở công đoạn bạn không ngờ nhất. Cho nên, thận trọng vẫn là từ khóa bạn cần ghi nhớ trong tháng này. Nhất là khi trong tháng có nguyệt lệnh lâm dưỡng, tuy ổn định nhưng vẫn còn yếu ớt, cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng vội nản chí, còn rất nhiều khả năng tiềm tàng bên trong con người mình mà bạn chưa khám phá ra. Chỉ khi đối mặt với khó khăn, những năng lượng tiềm ẩn ấy mới xuất hiện và giúp bạn vượt qua mọi sóng gió. Cho nên, dù bất cứ điều gì xảy ra không được như ý muốn, hãy coi như đó cũng là một cơ hội để bạn có thể bứt phá giới hạn của bản thân. Trong tháng, còn có điểm tiểu nhân đeo bám do ảnh hưởng của thương quan. Tuổi Tuất càng phải tỉnh táo và dùng lý trí nhiều hơn tình cảm. Đừng lo chuyện bao đồng, không nghe những lời xu nịnh ám muội sẽ giúp bạn tránh được một vài rắc rối, cản trở con đường phát triển sự nghiệp của mình. Tháng này, hãy nhớ rằng làm gì cũng cần lấy nhu, thắng cương, lùi một bước để tiến hai bước, hành sự cẩn trọng và chắc chắn, dồn nhiều tâm huyết vào mỗi việc mình làm, thành công sẽ ngày càng gần bạn hơn. Hơn nữa, Thái Dương các tinh xuất hiện trong tháng 10 âm lịch với người tuổi Tuất sẽ giúp bạn nhận được sự trợ giúp kịp thời của quý nhân. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn phải dựa vào chính bản thân mình, đừng quá trông chờ vào may mắn. Tài lộc của tuổi Tuất trong tháng 10 âm lịch. Theo tử vi tháng 10 của 12 con giáp âm lịch, các tinh Thái Dương chiếu rọi giúp vận tài chính của tuổi Tuất thêm phần suôn sẻ. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, việc kinh doanh buôn bán suôn sẻ, thu được mức lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, các tinh này chủ về quý chứ không phải phú. Điều đó có nghĩa là cơ hội thì sẵn có, nhưng để biến cơ hội thành giá trị tiền bạc cụ thể lại là chuyện không đơn giản và phụ thuộc rất lớn vào sự nhanh nhạy với thời cuộc của mệnh chủ. Do đó, bạn cần tính toán kỹ càng và cẩn thận để tránh những rủi ro không đáng có. Cũng đừng chần chừ quá lâu kẻo thời cơ tốt đẹp trôi qua. Nếu cần thiết, đừng ngần ngại hỏi xin kinh nghiệm từ những người đi trước. Nếu có ý định đầu tư, con giáp này cũng có thể cân nhắc tiến hành ngay trong tháng nếu thực sự có số vốn phù hợp trong tay. Tuy nhiên, đầu tư mà dễ dàng kiếm lời thì mức độ mạo hiểm cũng tương đương. Tốt nhất nên tránh những hạng mục như vậy. Ngoài ra, khoản thu về trong tháng khả quan, song việc chi tiêu quá đà có thể là nguyên nhân gây phá tài. Bạn nên sớm cân bằng các khoản thu, chi của mình, sao cho hợp lý, tránh rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần. Tháng 10 này, trong nhà nên lưu ý dọn dẹp góc chính đông. Đó là nơi tài khí tích tụ do có sao lục bạch, chủ tài lộc cư ngụ. Nếu để đồ đạc bừa bãi, bẩn thỉu thì khiến tài khí tiêu tan, tiền bạc cũng theo đó, không cánh mà bay. Tình duyên của tuổi Tuất trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng Đinh Hợi, người tuổi Tuất có thể yên tâm về chuyện tình cảm của mình khi có thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện. Đào hoa khởi vượng, nhân duyên hài hòa, người độc thân có nhiều cơ hội để làm quen, gặp gỡ người khác phái. Nhờ thế mà mở rộng mối quan hệ xã giao nên cũng dễ dàng để tìm kiếm một nửa của mình hơn nhiều so với bình thường. Nhưng mặt trái của việc đào hoa vượng là khiến bạn cảm thấy rối ren trong nhiều mối quan hệ, không biết lựa chọn sao, thậm chí rơi vào cảnh ngày lắm mối, tối nằm không. Vì thế, tuổi Tuất nên sớm đưa ra sự lựa chọn cho mình, do dự sẽ khiến bạn mất đi cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Các cặp đôi có thể sẽ dần suy nghĩ đến chuyện về chung một nhà, cả hai biết được những khó khăn đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng tình yêu đủ lớn để giúp hai bạn tin tưởng và cùng nhau vượt qua tất cả, tạo dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Vợ chồng hòa thuận, đồng lòng, con cái chăm ngoan, gia đình hạnh phúc. Tất cả những điều đó tạo ra động lực lớn lao để con giáp này cố gắng nhiều hơn nữa vì những người thân yêu của mình. Tuy có đôi lúc phải vất vả một mình, nhưng bạn vẫn vui lòng nỗ lực để cải thiện cuộc sống cho cả gia đình. Sức khỏe của tuổi Tuất trong tháng 10 âm lịch. Nhìn chung, phương diện sức khỏe trong tháng 10 âm lịch của tuổi Tuất khá tốt, bệnh nặng không mắc, có chăng chỉ là đôi chút mệt mỏi, cảm cúm vặt do thay đổi thời tiết mà thôi. Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, con giáp này luôn biết tự chăm sóc cho bản thân mình, không cần người khác phải lo lắng, nhắc nhở. Các tinh này còn có thể mang tin vui, bầu bí cho các cặp đôi mong mỏi đã lâu. Ngoài ra, áp lực tinh thần do công việc, cuộc sống gây ra khiến thể trạng bị suy yếu cũng là điều không thể chủ quan, bởi nó có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng nếu kéo dài. Cho nên, bạn cũng cần chú ý ăn uống bồi bổ, dành thời gian nghỉ ngơi, chú trọng bồi đắp tinh thần thì không có điều gì đáng lo ngại. Theo phi tinh, tháng Đinh Hợi có nhị hắc, chủ ốm đau, bệnh tật, bay về hướng Đông Bắc. Hung tinh này có thể gây ra ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Nếu phòng ngủ của bạn tại hướng này, cần hết sức cẩn trọng với các bệnh liên quan đến miệng và dạ dày. Vận trình của tuổi Tuất trong tháng 10 âm lịch có thể nói rằng vừa tốt vừa xấu, nhưng hung nhiều hơn cát bởi có tiểu nhân đeo bám nhằm phá hoại mọi việc. Để có thể hóa giải vận hạn này thì các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Tuất hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất hàng ngày để kích thích tài lộc và mang lại bình an. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét trên con đường sự nghiệp của bạn. Bên cạnh đó, vòng còn đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi cho sự nghiệp và mang quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.